Anh Mến ơi, thì bây giờ em thông báo cho anh một tin, coi như là một có một cái niềm hy vọng cho mình nè. Là cái chương trình Hành Trình Lột Xác, họ mới vừa liên hệ với em để mà coi như họ bác sĩ chịu can thiệp vào về cái gương mặt, tái tạo lại gương mặt cho anh. Em là bên chương trình Hành Trình Lột Xác cũng do Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam tài trợ, thì em có nhận được thông tin và em trao đổi với bệnh viện và có mời một số các bác sĩ đầu ngành về thẩm mỹ ở trong Hiệp hội VSAT Thẩm mỹ cũng có hội chẩn và xem qua trường hợp này, và các bác cho biết là có khả năng làm được trường hợp này. Dạ Quỳnh Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay là ngày thứ tư số chương trình cũng như là Bệnh viện Thẩm mỹ có liên hệ với Bùi Hồ cũng như là Phong Bùi để mà giúp đỡ cho anh Mến tìm lại cái gương mặt khi xưa. Thì vào ngày hôm nay đó, thì trong quá trình anh Mến đi Sài Gòn thì đi đến Sài Gòn thì có một bạn đó điện thoại cho Bùi Hồ. Bạn đó nói là bạn bên chương trình Hành Trình Lột Xác và muốn giúp đỡ anh Mến để tìm lại cái gương mặt khi xưa, và họ sẽ hội chẩn xem coi họ có làm được không, và nếu như làm được thì về cái chi phí đi lại cũng như là cái chi phí trị bệnh thì họ sẽ hoàn toàn miễn phí 100%. Thì đây là cái tin nhắn mà họ nhắn cho Bùi Hồ vào sáng nay trong cái quá trình anh Mến đi Sài Gòn. Thì khi mà họ nhắn tin thì Bùi Hồ có điện lại cho bên chương trình, cho bạn đó bên chương trình Hành Trình Lột Xác. Thì trong cái quá trình cuộc gọi thì Bùi Hồ có ghi âm, coi như đây là một cái tin mừng cho anh Mến có thêm một cái niềm tin. Họ nói, họ bảo rằng thì thôi bác sĩ chịu can thiệp vào trong cái ca bệnh của anh, chứ chưa biết là làm sau khi hội chẩn xong mới biết làm được hay không. Thì báo cho anh Mến một tin mừng, coi như là một tia hy vọng. Mời cả nhà, mời tất cả cô bác anh chị nghe lại cái đoạn ghi âm Bùi Hồ gửi thông tin cho Hành Trình Lột Xác, với lại là có comment ở trong mấy cái bài viết ở trên bớt của bên bên phía bên anh á. Thì em muốn xin một số thông tin về cái trường hợp của anh Mến này. Thì không biết là hôm trước là anh đã có những cái thông tin như thế nào, anh có thể chia sẻ lại giúp em với ạ. Là em cần biết là nguyên nhân của cái trường hợp của bạn Mến là do đâu. Thứ hai nữa là bạn ấy đã thăm khám ở những bệnh viện nào rồi. Trước mắt thì em cũng có xem qua hình ảnh và em có hội chẩn và làm việc với một số bác sĩ rồi, thì các bác sĩ bảo là trường hợp này có khả năng là xử lý được. Tuy nhiên là cần biết chi tiết hơn. Nếu như mà ổn á, thì em có thể là mời bạn ấy lên ở trên Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì sẽ cho thăm khám và chụp CT trước để đánh giá chuyên môn sâu hơn và xem là cái biện pháp có can thiệp được hay không, và khi can thiệp biện pháp gì và cải thiện được bao nhiêu phần trăm cho bạn ấy. Thì đấy, dạ anh nên em cần thông tin từ phía bên anh á. Bây giờ như thế này, Mến thì trước đây là bị một cái căn bệnh coi như là giống như là bị theo thầy mà trị bệnh cho Mến á, thầy trị bệnh bằng thuốc nam, thì gọi là nó cái gương mặt nó sưng to lên giống như là một cái nón lá, gọi là cái bệnh ngãi tượng, thầy đó gọi là cái bệnh ngãi tượng. Thì sau khi thầy điều trị xong thì lúc thầy điều trị khoảng 3 ngày thì cái mặt của anh xẹp xuống, và khi mà cái mặt của anh xẹp xuống thì mặt anh chảy xệ giống như bây giờ. Nghĩa là nó sưng phù sau khi mà mình điều trị bằng thuốc nam thì nó giải phóng hết những cái độc tố và những cái tế bào ở trong đó, và cuối cùng là cái làn da bên ngoài nó chảy xệ xuống. Đúng rồi. Nếu như vậy, nếu không liên quan đến vấn đề về bệnh ung bướu thì ai nghĩ là can thiệp được, tại vì nếu mà sợ ung bướu thì khi tác động dao kéo vào thì nó sẽ đụng vào cả cái tế bào và nó kích làm cho nhảy cái tế bào ung thư ấy. Đúng rồi, nó sẽ lan chỗ khác, nhưng nếu mà như thế thì có thể can thiệp được. Dạ, em muốn nghe thêm một số cái thông tin về thông tin cá nhân của anh Mến này á, là hoàn cảnh gia đình như thế nào anh nhỉ? Về hoàn cảnh gia đình của anh Mến á, thì anh Mến có ba anh chị em, và anh Mến là thứ hai ở trong nhà. Thì anh Mến trước đây thì sống chung với ba với mẹ của mình. Ba của anh Mến thì mới mất cách đây khoảng 4 đến 5 năm. Hiện nay thì anh Mến sống chung với mẹ kế của mình. Mẹ, tại vì ba anh Mến là hai người vợ. Cái người vợ mà mẹ ruột của anh Mến là đã bị mất lúc mà anh Mến khoảng 5 tuổi.
Mất sau đó thì ba anh Mến có người vợ thứ hai là mẹ kế bây giờ. Thì trong cái hoàn cảnh thì mẹ kế của anh với anh thì không có cái đất ruộng canh tác, tại quê anh Mến là ở nông thôn, mà anh phải hàng ngày anh phải làm cái công việc là đi xịt lúa mướn. Mẹ của anh thì đi đi làm cỏ mướn rồi đi tỉa bắp rồi cho người ta. Rồi hiện nay thì hai em còn lại hai em của anh Mến thì một người đi làm công nhân ở ngoài Bình Dương hay Đồng Nai gì thì anh cũng quên mất tiêu rồi. Rồi một người em gái thì em gái là em gái Úc thì cũng có vợ, có chồng và cũng đi làm mướn luôn. Cái căn bệnh, còn thêm về cái căn bệnh của anh Mến thì anh bị bệnh cách đây khoảng anh năm khoảng 14 năm. Có nghĩa là năm anh cưới vợ là 20 tuổi thì 21 tuổi anh bắt đầu anh phát bệnh. Anh phát bệnh thì khoảng đúng khoảng 4 đến 5 năm sau thì anh tìm thầy đó trị được và gương mặt chảy xệ giống như bây giờ. Nói chung là cái hoàn cảnh của anh Mến thì rất là khó khăn. Hôm trước anh với anh Mến đi đi Sài Gòn trị bệnh, tại vì một số mạnh thường quân người ta cũng rất là quan tâm đến cái hoàn cảnh, cái trường hợp của anh Mến, người ta cũng ủng hộ tiền, người ta hỏi, người ta nhờ anh dẫn đi lên Sài Gòn xem coi cái chi phí điều trị là bao nhiêu tiền để biết, để mà người ta có cái hướng để người ta có giúp đỡ đó. Thì trong cái quá trình đó thì anh có liên hệ đến bên bộ phận tư vấn của bên bệnh viện Căn Nam của em á, thì thì một số bạn, có bạn đó bạn nói là cái trường hợp anh đưa lên kênh YouTube đó anh cho bạn nó coi, thì bạn nó nói là cái trường hợp này không thể can thiệp được, báo cho anh vậy. Nên thành thử ra cái chuyến đi vừa rồi thì anh với anh Mến chỉ đi qua bệnh viện Chợ Gãy nè, chấn thương chỉnh hình với lại bên răng hàm mặt, rồi sau đó thì anh quay về. Hôm nay thì anh Mến lại tiếp tục đi lên Sài Gòn. Thì các bên viện đó người ta nói như thế nào ạ? Ở bệnh viện Chợ Gãy thì xui cái đó là bệnh viện Chợ Gãy thì họ không làm việc vào ngày cái khoa thẩm mỹ, cái khoa thẩm riêng khoa thẩm mỹ thôi, thì họ không làm việc vào ngày thứ bảy. Còn bệnh viện chấn thương chỉnh hình thì họ báo là họ chỉ về xương khớp thôi, có nghĩa là về phần cứng thôi đó. Còn bệnh viện răng hàm mặt thì đặc biệt cái khoa mặt ngày hôm đó lại không làm. Như thế này ạ. Tại vì trường hợp này thì bên Căn Nam thì các bạn tư vấn là bạn tư vấn về thẩm mỹ thôi, nhưng mà nhiều khi bạn thấy như thế thì bạn nghĩ là không can thiệp được, tại vì bên này đối với các bạn mà tư vấn thì bạn chỉ chuyên tâm về vấn đề là về thẩm mỹ mắt mũi hay ngực rồi hay là hàm mặt thôi, tức là mổ về hàm mặt, chữa hô móm rồi nông hàm hay là những cái biện pháp can thiệp về hàm mặt đấy. Còn với trường hợp này thì có thể các bạn chưa tiếp cận bao giờ nên là các bạn chưa biết. Thì em là bên chương trình Hành Trình Lột Xác cũng do Bệnh viện Thẩm mỹ Căn Nam tài trợ, thì em có nhận được thông tin và em trao đổi với bệnh viện và có mời một số các bác sĩ đầu ngành về thẩm mỹ ở trong Hiệp hội VSAT Thẩm mỹ cũng có hội chẩn và xem qua trường hợp này, và các bác cho biết là có khả năng làm được trường hợp này, nhưng trước mắt là cần đưa bạn lên thăm khám chi tiết xem như thế nào và chụp CT trước. Thì sau khi mà chụp CT xong rồi các bác xem tim thì mới hội chẩn thêm được về chuyện sau. Thì khả năng là ngoài Hà Nội là ngày mai, sang tuần sau. Sang tuần sau thì bác sĩ từ Hà Nội sẽ bay vào trong đó và sẽ xem phim. Vì vậy trong tuần này là em cũng mong muốn là bạn Mến sang Căn Nam để làm việc với bên đó. Thì em sẽ cho các bạn nhân viên bên Căn Nam sẽ là gọi là tiếp nhận cái ca này và làm việc trực tiếp xem như thế nào và lưu lại một số cái thông tin cũng như là các cho đi chụp phim để mà mình có đánh giá vào tuần sau. Thì không biết là anh Mến hôm nay anh lên Sài Gòn cùng với ai anh nhỉ? Hôm nay thì vào cái ngày làm việc của anh thì chỉ quay giúp cho anh Mến, vào anh đi quay vào những ngày hay là đi theo anh vào những ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Hôm nay làm việc thì không có đi theo anh Mến được, nhưng mà anh Mến thì bản thân của anh Mến thì nói chuyện khó khăn nên anh Mến cũng không đi một mình được, nên anh Mến đi với một người ở hàng xóm của mình, và lên đó thì sẽ có bạn của anh sẽ đón anh Mến. Ok được, thì anh vui lòng gọi cho cái bạn của anh á mà đang đưa Mến đi á, thì gọi liên hệ lại với em giúp em, thì em sẽ mời sang bên Căn Nam để mà tư vấn và thăm khám và cho đi chụp phim. Còn nếu như về trước mắt nếu mà chi phí đi lại mà nó có vấn đề gì thì bên em sẽ hỗ trợ cho cái phần chi phí đi lại đó cho ha. Em ơi, ví dụ như thế này,
sau khi chẩn đoán thì nếu như điều trị được cái ca đó thì cái số tiền đó đó là mình bệnh viện mình có hỗ trợ tiếp một phần nào không, hay là bên anh phải lo cái chi phí điều trị đó? Về cái vấn đề này thì bên em là bên chương trình Hành Trình Lột Xác, tức là bên em sẽ tài trợ 100% chi phí đó. Và chi phí đó là em sẽ vận động từ các bệnh viện thẩm mỹ và các bác sĩ, cũng như là các cái nguồn của bên em rồi. Nên khi em đã tiếp cận với trường hợp này thì đồng nghĩa với việc là em sẽ làm miễn phí, chứ không phải là điều trị trả tiền hay là chi phí dịch vụ gì cả. Ồ, quá tốt luôn. Chỉ là quá mừng luôn. Dạ. Thế thì anh, nếu mà hôm nay được anh Mến ở trên đó thì anh liên hệ với người giúp anh Mến đi, liên hệ lại giúp em thì em sẽ cho sắp xếp các bác sĩ cũng như là nhân viên ở bên Căn Nam sẽ hỗ trợ cho bạn ấy ngay. Dạ, em tên Hải anh, em tên Hải, trưởng ban tổ chức Hành Trình Lột Xác anh. À, rồi anh cảm ơn Hải rất là nhiều. Lần nữa anh thay mặt anh Mến nghe được thông tin này thì anh Mến rất là vui. Và chân thành cảm ơn em, cảm ơn cái chương trình của mình. Cảm ơn nhiều lắm anh Hải. Dạ, nhưng mà trước mắt thì anh cũng đừng có thông báo với anh Mến là có khả năng làm được hay không, vì tránh trường hợp nếu như mà thăm khám xong á mà nó có vấn đề gì đó không làm thì làm cho anh Mến anh hụt hẳn, thì anh lại mất niềm tin vào cuộc sống thì nó là không hay. Trước mắt thì em anh cứ báo liên hệ với em để em cho thăm khám trước như thế nào, và cụ thể ra làm sao em sẽ thông báo lại bên anh cùng với cái fanpage mà sáng nay em có liên hệ đưa thông tin của anh Mến ấy. Dạ. Anh Mến ơi, thì bây giờ em thông báo cho anh một tin, coi như là có một cái niềm hy vọng cho mình nè. Là cái chương trình Hành Trình Lột Xác, họ mới vừa liên hệ với em để mà coi như họ bác sĩ chịu can thiệp vào về cái gương mặt, tái tạo lại gương mặt cho anh. Nhưng mà để can thiệp vào thì coi làm được hay không thì phải hội chẩn. Và họ hội chẩn thì sau đó thì họ mới biết được làm được cái gương mặt cho mình hay không. Coi như là có một niềm hy vọng nữa. Bên Phong là một chương trình, bên em là một chương trình khác nhau nha. Dạ.